nghệ chữ Tú Kim Tự Long Sẫm Đình Tòe Màu ở phim trường. Nghệ chữ Tú Kim Tự Long thông tin đến Vietnamnet. Anh vừa quay MV bài Mưa Đổ Sông Buồn do mình sáng tác. Trong MV, anh vào vai chàng trai chèo đò hay đưa đón một cô gái anh yêu thầm. Nhưng cuối cùng, cô lấy người khác làm chồng. Nghệ sĩ Tú Kim Tự Long sẫm phải đình trị set ở phim trường do sơ sót của ekip. Trong quá trình quay MV, Kim Tự Long gặp một tai nạn nhỏ, cụ thể ekip đã trục vớt một chiếc ghe cũ rơi sông để phục vụ cảnh quay. Do không kiểm tra kỹ, ekip đã không phát hiện được ra lòng ghe có vài chiếc đình rỉ. Lần quay thứ nhất, Kim Tự Long bước lên ghe ngập nước, sẫm phải đình nhưng vết thương chưa sâu, chỉ chạy mỏi nhẹ, anh nén đau để ghi hình. Không thông báo với mọi người, lần thứ hai quay cảnh tắt nước trên ghe, Kim Tự Long đã sẫm phải một chiếc rinh rỉ dài. Lần thứ hai quay cảnh tắt nước trên ghe, Kim Tự Long đã dẫm phải một chiếc đinh rỉ dài. Vết cắm sâu, chảy máu rất nhiều. Lúc này ekip mới biết Kim Tự Long dẫm đinh, anh nặn máu từ miệng vết thương, xoa sâu rồi quay tiếp, kết thúc cảnh quay khi trời đã khuya. Nghệ sĩ ưu tú phải về nhà thay vì vào bệnh viện. Hôm sau anh sốt cao, được gia đình đưa vào bệnh viện, tiêm hai mũi, ngừa uốn ván và cặm cụi. Bác sĩ nhắc nhở Kim Tự Long lưu ý việc dẫm đinh rỉ. Lại tiếp tục để vết thương hở, tiếp xúc nước bẩn, không thể gây nhiễm trùng rất nguy hiểm. Những ngày qua, Kim Tự Long uống thuốc kháng sinh và nghỉ ngơi. Anh hiện đã khỏe, chân có thể đi lại bình thường, nghệ sĩ ưu tú nói. Tôi vốn không định chia sẻ chuyện này trong cuộc đời nghệ sĩ chúng tôi đi quay nhiều, gặp tai nạn rất bình thường. Mấy ngày nay, tôi được khán giả hỏi han, quan tâm, tôi cảm thấy rất cảm kích về tình cảm ấy. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long tâm sự về Vietnamnet, về cuộc sống hiện tại. Sau dịch bệnh, anh cũng trở lại cuồng quay của công việc như bao người. Công việc kinh doanh của anh thiệt hại nghiêm trọng vì đại dịch, anh không than vãn vì đây là tình cảm chung. Thời gian gần đây, anh giảm cân bệnh gút, không có tái phát nhờ ăn chay, nhờ dịch bệnh. Kim Tự Long càng thêm yêu thương và trân trọng gia đình nhỏ. Anh cảm thấy mình vô tâm khi mải mê với công việc mà quên chăm sóc vợ con. Bên cạnh đó, anh hài lòng khi được bà xã kèm 11 tuổi, Trinh Trinh, chu toàn mọi việc lớn nhỏ là hậu phương vững chắc cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.